Tốc độ
càng nhanh là càng thắng đâu. Mà phải tính toán thật kỹ nữa. Ồ, thật là buồn cười quá đi. Nó cười mình, càng cái con ốc quái vật này nó cười mình. Chẳng đó. Trời ơi, có luyện tranh đâu mà, sao kỳ vậy? Hay à, mở đi luôn nè. Các bạn thấy mình hãy like, share và đăng ký kênh Cù Lì TV. Khó quá. Vì sao? Ba con được luôn. Quá. Đó, thành công. Ha. Cù Lì cây giáo. Yeah, quả bơm kìa. Mình lấy được quả bơm rồi. Ha ha, thành công. Cái gì đây? Quá luôn,
chơi bye bye nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video.